Giờ này vẫn chưa ngủ được mà vẫn còn tươi nữa, các bạn thấy không? Đó thì cho Huyền gửi lời cảm ơn cả nhà mình ha. Huyền thấy nhiều chị, nhiều cô vô nhắn với Huyền là chỉ cho Huyền nhiều cái cách để mà làm cho cái tay nó hết tê á. Huyền thấy có chị nói là mổ rồi, thì có cũng có chị nói là đừng có mổ sợ á. Thật ra là gì nè các bạn, Huyền thấy mổ cũng hên xui đúng không? Mẹ Huyền á cũng bị tê á, mẹ Huyền mổ rồi thì bình thường các bạn đó, nhưng mà bây giờ không biết là cái tay đó của mẹ yếu hay là bình thường lại chắc 100% không á. Nhưng mà một cái người đi mổ cũng giống như của mẹ Huyền á thì cái tay bị hư các bạn, cái tay nó gì luôn, ngón cái nó quẹo vô gì nó không có dãnh ra được, cho nên đừng nói mổ xẻ nó cũng hên xui á. Đó là Huyền sợ là sợ gì các bạn, sợ nhiều khi mình xui á đó. Còn Huyền mất ngủ có chị chỉ Huyền, kêu Huyền uống cái saffron, cái mà nhị hoa nghệ tây á, Huyền có mà Huyền uống Huyền cũng không ngủ được đó. Huyền có ha, ở nhà Huyền có, Huyền mua cũng hai hũ đi nè. Khi mình nấu nước nóng xong mình bỏ vô giống như mình pha trà uống, mà mình cũng uống rồi mà mình ngủ không có được các bạn. Bây giờ bên Huyền đúng giờ ngọ luôn các bạn, 12 giờ 10 khuya ha. Và Huyền nằm hoài ngủ không được, cho nên là Mr. Hùng rủ Huyền lên uống rượu các bạn. Alex ngủ rồi, trời ơi hôm nay nữa là 3 đêm các bạn, không mắt Huyền nó thao láo không hiểu sao nữa. Phải tự thích thích gì như thiếu gì á, thiếu cái uống người nửa ly ngủ xíu chẳng hiểu sao cái này non, các bạn biết không, non tới noel, non tới noel à, tại vì Huyền quà quà biết quà gì mà Huyền bị ngứa đâu đây quá nè, cái Huyền thô vaseline đó các bạn, thô vaseline nó đỡ ngứa cả nhà. Không lý tức phiêu quá. Nè, Hùng Vaseline này nè. Cái khu này rẻ mà đã như thế này các bạn. Bạn nào nó quay đi lên đi cha mua nha. Ai không biết bây giờ chắc mới anh mới biết. Mình tha cái loại Vaseline này hết các bạn. Đó, cái này nè, mùa đông bên đây hình như Huyền thấy nhà nào cũng có. Tha môi nè. Tha mấy cái chỗ mà nó khô quá. Ồ quá. Đó, Huyền thay tha môi mà hôm qua hôm kia giờ Huyền ngứa mắt quá, Huyền dụi á, Huyền tưởng nó là nó rát á, Huyền tưởng nó rách mắt Huyền luôn á. Tự nhiên ngứa cái khóe này nè, xong cái Huyền tha lấy, hôm nay Huyền lấy Huyền thoa hết cái dầu mua mắt giống như thoa kem mắt nè, đỡ không ngứa nữa. Hay dễ sợ luôn á. Đây nè, trẻ các bạn, mấy chục đồng mà thần thánh ghê không. Cái đó thoa thiệu thoa đồ nó cũng mau lành á. Vaseline phải không? Nó hơi ngứa con mắt quá trời luôn, cái kiểu mà nó ngứa mấy cái chân mi á các bạn, ngứa mấy cái chân mi rồi nó ngứa cái đuôi mắt, ngứa quá trời ngứa luôn á. Mà hồi chiều này Huyền làm ngoài tiệm mà Huyền dụi mắt mà Huyền có cảm giác cái kiểu nó khô, nó muốn trầy da, nó muốn rách luôn á. Đó, xong rồi về Huyền không biết lấy cái gì, Huyền lấy cái này Huyền chét mắt của Huyền á, vậy mà nó hết, nó không có còn ngứa nữa. Nôn nôn em quá không có ngủ được. Rồi định làm phim cho cả nhà coi. Noel thì thường được quà. Thì mấy hộp làm giống uống rượu nghiền. Lấy cái ly rượu đó. Lấy cái ly rượu cho khác nè. Muối hả? Các bạn biết không? Muối hả? Nó cũng chua lắm. Thì em mới nói là chấm muối. Ngon vậy? À lấy của Huyền nó nhạy thức lắm. Cho nên là Huyền bên Hùng phải nói chuyện nhỏ nhỏ. Nó nhạy lắm các bạn ơi. Này hồi nhỏ luôn. Hồi nhỏ hay nó khó ngủ lắm. Mình đi ngang mình thở mạnh là nó nghe chứ thôi. Là nó dậy nè. Nó cho các bạn nghe cái lúc nó lớn lên nó dễ, nhưng mà cái lúc khoảng mà 2-3 tháng á các bạn. Trời ơi, mỗi lần mà dỗ nó ngủ mà khó, nó ngủ lại trong nhà phải im lìm hết nha. Đi giống như trộm mới đi. Ồ, các bạn biết không? Rồi đi ra đi vô tay chân nó hay quơ á. Các bắt đầu cái Huyền phải lấy cái áo của Huyền á, quấn bó nó lại cho nó sát. Ừ,
mà Huyền dỗ nó xong rồi cái Huyền đi ra ngoài, Huyền định ăn hay là làm công việc, nhưng cái ông này ông vô cái nôi nó, cái ông nhìn nó mà ông thở mạnh, cái nó cũng tức, nó trồ giận giả men luôn các bạn, nó mình mệt quá rồi mệt. Ê, có hộp bên trong không? Bữa Việt Nam ngon, bữa năm rồi nhá. Ngon. Ngon chua chua. Ngon, ngọt chua. Để mình mở ra đây. Ngọt ngọt cái chua. Có hộp nè. Dạ, ngon. Em bữa uống rượu hết nào vậy? Em thấy ba em hồi xưa á, ăn cái cốc chấm muối uống nhậu được. Bắt trước rồi. Em thấy mấy người uống rượu đế á, có cái gì mà nhậu cũng được. Dân bị phai nhậu ghê lắm, nhất là đàn ông đó các bạn. Lá cây nhậu cũng được. Ba người hồi xưa nhậu, nhậu dã man luôn á. Nhậu mà mà bây giờ mình quên người con luôn ha. Thì ám ảnh tới bây giờ. Nhậu mà quên vợ quên con luôn. Người Tây nhậu nhậu trụ đế vậy. Trụ đế là anh không đi uống được không? Ngộ lắm. Huỳnh Huỳnh kể cho các bạn nghe, hồi lúc mình còn trẻ Huỳnh buồn tình các bạn. Trời. Một lần duy nhất trong cuộc đời Huỳnh nhậu xỉn. Đám dỗ bà ngoại, bữa đó cũng buồn vậy đó, cái mấy đứa chị hai chị Huyền vô uống uống nè. Huyền uống đúng 4 ly rượu đế xong rồi Huyền nằm 2 ngày. Uống xong rồi sao tự nhiên đứng lên lỡ thấy đường đi vô các bạn, lần cái dắt đi vô xong có 4 ly thôi, Huyền nhớ gì có 4 ly thôi mà kiểu uống nhanh á, tại vì Huyền thấy nó đắng quá, Huyền nuốt nhanh á. Xong là Huyền ối liên tục 2 ngày, nằm 2 ngày 3 ngày sau mới thức, mới tỉnh dậy được. Cái Huyền mới nói với em Huyền á, em Huyền nó cũng nhậu dữ lắm nè. Huyền nói á, vậy Trâm bảo mày uống mày có cái cảm giác gì không? Nó nói có chứ, nó có sao mày uống hay như vậy. Nó cũng không khó, nó cũng nói vậy, nó mệt chứ. Sao? Nó sao mày hay vậy, mày biết mệt nhưng mà sao mày nhậu. Nó nhậu vui mà, trời ơi, một lần nó còn tẩn các bạn. Vui cái đêm đó, 3 ngày mai chết luôn. Huyền có cảm giác cái kiểu mà nó bị xỉn. Cho nên nó bị nam á, cho nên cái xe nó có nhiều loại lắm. Em xe rượu rượu mạnh là khác. Còn xe bia là khác, còn xe rượu đỏ nó khác. Cái này thì nó ngủ ngon á các bạn. Cái này nó không có gây mình. Cho nên mấy cái rượu này mình uống càng nhiều á thì nó xe mà xe chủ động để ngồi để nói chuyện. Ừ. Hồi đó mình buồn ngủ, mình ngủ nó sướng như lắm. Còn bia thì nó xe cũng là xe nhẹ nhẹ mà cũng có thể mửa được cũng có nữa, nhưng mà nó làm mình nó khó chịu, mình tự nhiên nước rồi nhiều trong bụng mình phải đi tiểu đi đồ nó mệt. Còn rượu mà rượu nặng như rượu đế đồ Việt Nam á ha, uống say là nó dập. Một dập lần trong cuộc đời của Mà nhiều người cũng có thể là mệt chứ lắm nha, mệt dài thì cả tuần ha. Em nhớ là hồi nhớ mình uống 4 ly này, 4 ly mà các bạn biết mà mấy cái ly mà uống rượu đế nó chút xíu nữa. Yeah. Xong rồi em nhớ là mẹ bắt ra bắt canh chừng quẹ và tưởng mình chết. Tại vì mình ối mà mình què hoặc quại 2 ngày đi tiếp túc. Tự gì tiếp mới khỏe lại. Mấy cái rượu đều mạnh đó. 40 độ. Mình muốn nhanh quá đó, mình vui á, mình lỡ tới mình muốn nhanh đấy, mình muốn nhanh đấy các bạn. Không có vui, buồn. Vui hay buồn gì nó cũng có một cái lý do để uống không? Mà khi mà uống nhanh quá đó, cái cơ thể của mình nó chưa có lấy được thì sớm á. Rồi lúc đó lúc mà na giống như là nó thấm rồi, nó thánh một lượt là cơ thể mình nó chịu không được á, nó bật luôn. Cơ thể mình yếu á, nó bật luôn. Còn mấy cái điều này bây giờ mình uống nhanh uống nhiều thì nó cũng đâu cỡ đó được, nó không có đủ độ để mà nó giật mình không, nó chỉ say thôi. Anh ăn hết hả? Trời, ông ăn chua hơn mình. Trời, ông không ăn chua hơn mình đó. Quá ngọt mà cũng chua lắm nha. Bây giờ 12 giờ mấy rồi vậy? Vậy ăn chua uống rượu đỏ thì lốm đi. Mày thấy giờ với hồi 1 giờ ngủ ngon dữ lắm. Ngủ một giấc tới sáng. Dạ. Bây giờ bên mình 12 giờ rưỡi. Huyền thì từng Huyền bị một lần như vậy thôi. Còn Huyền chứng kiến anh Hùng 2 lần. 2 lần.
trời ơi, hai lần vừa cũng tưởng là ổng chết thì sợ quá trời. Hai đứa ở ngoài Nha Trang các bạn, mà anh Hùng với Alex á, hai cha con tắm giống hệt nhau à, họ bị một cái gì là rên rên dữ lắm rên. Mà còn Huyền á, thường bị gì Huyền chịu, Huyền lính thinh à, chứ không có rên. Còn ổng á, đã mình sợ rồi, hai đứa không có ai thân ở ngoài Nha Trang hết. Lúc đó anh chết, anh chết, anh không sống nổi, anh chết, anh sắp chết thôi. Lúc đó em chỉ nên ngủ mất rồi rên gì nữa. Nãy em anh còn... anh có thấy tánh em không? Em bị cái gì vậy? Không có rên mà cái kiểu mà nửa chết nửa sống. Nửa chết nửa chết cũng không được, sống cũng không được. Cảm giác nó ghê lắm. Một là chết, còn hai là tỉnh. Mình nửa này nửa nọ nó làm người cũng mệt lắm. Mà ổng á, ổng móc, ổng ói, móc ổng ói bằng đàn thì ghê. Tự nhiên ráng cố gắng ói lại cho nó ra để cho mình khỏe lại. Mà anh làm ghê lắm anh ơi. Mà ngủ quá hay, nghĩ tiền luôn á, mấy người uống rượu, uống bia cũng ngủ quá hay. Mua rượu, mua bia tốn tiền. Rồi uống hại sức khỏe, mà nó làm con người mình mệt nữa nha. Uống vừa thì nó vui, các bạn uống quá thì nó mệt. Nghĩ lại cũng ngu quá ha. Thấy đừng uống bia. Uống gì mà bổ mà vui á. Thì đó, Huyền là một lần trong cuộc đời của Huyền, lần đó là Huyền mới biết uống bia, uống cái giọt rượu đầu tiên đó các bạn. Nên mình hứa luôn mà, sau này mà cái vui gì nữa thấy rượu là mình không dám uống kiểu đó. Uống từ từ nữa. Anh Hùng chứ mà uống nhanh quá là chết á. Màu thì em chứng kiến hai lần á, một lần là ở nhà Huyền á, anh Hùng với lại cậu Năm Huyền vui quá đó cái uống. Còn một lần thì ổng đi bia ôm, ổng bỏ Huyền nhà. Bia ôm chứ gì đó, ai đi bia ôm, ổng đi bia ôm nè, dám đâu bia ôm đâu, uống kiểu đó. Ổng đi bia ôm, bia ôm á các bạn, uống đâu uống bia không, bằng sao mà say kiểu đó. Thì ổng vừa uống ổng vừa ôm, cho nên ổng không kiểm soát được các bạn. Bị bia ôm mà uống xỉn cơ đó đâu được. Các bạn biết sao không? Bia ôm là ngủ trong bia ôm luôn chứ sao còn đường mò vậy. Hết tiền ngủ các bạn, hết tiền mướn khách sạn, cho nên là vác cái xác về. Thế đó. Ở nhà ôm em không sướng, đi xuống ôm chị chạy. Về ông ôm cái cầu tiêu, ông ói chứ ông ôm. Ông chưa ôm, ông ngồi trong toilet, ông gục đầu trên cầu tiêu, ông ói không các bạn. Đó, bây giờ hôm nay mình mới khai là ông đi bia ôm. Nhiều người anh, bây giờ anh nói thiệt thì em tha. Nói thiệt đây. Trời ơi, ôm đâu mà ôm biết. Không, cho nên uống bị hai lần là còn nhớ. Nhiều người nói uống xỉn, người ta say xỉn, người ta quên chứ không nhớ gì đó. Nhưng mà thật ra còn nhớ, chứ không phải là không nhớ uống hết. Uống tiền người á. À. Uống tiền người. Nhớ hết á. Nhưng mà có bị ôm không? Không. Không bia ôm mà nhá, nói cho các bạn nghe người ta nói cái bia hiệu bia ôm ngon lắm, nhưng mà chưa bao giờ uống thử. Uống đây, anh uống chút luôn đây. Trời ơi, hồi ở đây chưa bao giờ về Việt Nam, người ta nói ở Việt Nam uống bia ôm vui ngon lắm. Nói bà Việt Nam sao cái tên nhìn bia ôm là gì. Anh giờ nói nó lần đầu tiên luôn, anh kêu mấy bạn đi kêu nên anh nói với nó đây. Tôi nghe Việt Nam bia ôm nó ngon dữ lắm, bây giờ tụi mày đi mua tới về uống thử lại cái gì. Nó giải thích đâu phải, bia ôm là mày vô cái trong mấy cái bán bar đó, là mày mua bia xong mày ngồi vô, có mấy nhỏ mà lại mày ngồi mà ôm rồi mày uống bia với nó. Mày vui không? Uống bia ôm vui không? Anh đâu có đi đâu mà biết. Ôi gài hoài mà không nói. Chưa giờ gài đi đâu không biết. Thật ra là bia ôm là vậy đó ha. Cũng đâu biết, em cũng nghe nói vậy. Hồi ôm xong rồi đó, bây giờ xuống ôm ngủ này. Bây giờ là tối nay là rượu ôm, nhưng mà bị ôm. Chịu chưa? Rượu ôm. Rồi ok, xuống ngủ. Ok rồi. Thôi, cũng hết đi này là Huyền phải ngủ mới được các bạn. 3 ngày rồi. Ngủ nhất cho đã. Đã uống hết luôn đi, nửa ly. Chút nữa, chút nữa. Uống rượu đỏ phải uống từng hớp. Chứ đâu phải uống bia đâu, kêu cái ụp. Nãy cái này uống nhanh đâu sao đâu. Khó nuốt lắm các bạn. Thật ra nói Huyền biết, Huyền nói Huyền biết uống nghe chứ Huyền cũng thấy ngon. Kiểu gì đó, kiểu thấy nó đắng nhất muộn ngon mà. Không thấy quen. Rượu ngon mà. Đúng không? Thì do nó ngon hơn những cái loại khác. Nhưng mà để nói mà trời ngon quá thì đối với Huyền chắc Huyền chưa có cảm nhận được cái ngon đó. Uống này cũng khỏi cần đánh má hồng, mặt còn dễ đỏ lắm, uống lên là đỏ bừng.
như rượu rồi đó. Huyền với Hùng hai đứa giống mệt nha. Uống xong mà ngủ thẳng cẳng hết. Cho nên á, kỳ đó hai vợ chồng Hồ Quy xuống đây nè. Mà thường là Huyền không có uống, mà tụi nó xuống rồi uống, uống hồi là Huyền xuống dưới rồi ngủ trước à. Ở trên đây rồi á, ai dọn dẹp ai làm gì làm. Xuống dỗ là lét ngủ xong rồi ngủ luôn. Ngủ cũng vậy, ngủ nó sướng. Dạ, ok. Thôi hẹn gặp ngày mai nha.